Hello, xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của Ba Michael. Thì Sài Gòn ngày hôm nay là ngày thứ năm. Bây giờ là 7 giờ rưỡi sáng. Ba Michael đang có mặt ở đây là 442 đường Tên Lửa. Ở đây là cuối đường Tên Lửa nè. Phía trước mặt bà con cô bác hình như là mấy cái dãy nhà bị đập rồi đó bà con. Hôm bữa trước ba mẹ còn có nói bà con bác con đường Tên Lửa này nó sẽ xuyên thẳng luôn tới đường tỉnh lộ 10 thì nó như vậy nó mới đúng chứ lý đâu rồi tự nhiên đường Tên Lửa tẻ ngang qua bên ta trái này bà con, kỳ cục lắm. Xin thưa bà con cô bác, bà con bác thấy không, bầu cà tím 10.000 ký, đập rồi đó, 10.000 ký, dưa leo, cà chua 15.000 ký, khoai mỏ 15.000 ký, tải 15.000 ký, sợ hết. Hôm qua cải trắng 10.000 ký, bầu cà tím 10.000 ký, cải dưa 10.000 ký, dưa leo, cà chua 15.000 ký, khoai mỏ 15.000 ký, tải 15.000 ký, sợ hết. Vậy là mở đường quá con, chuẩn bị mở đường Tên Lửa thẳng dài ở đó mà không biết chừng nào xong. Quan trọng là giải tỏa nha bà con. Ba mày còn thấy mấy cái hộ dân đó người ta dọn đi hết rồi. Giải tỏa mà nhanh là làm đường lẹ lắm. Rồi giờ mình quẹo qua trái. Khu này là khu xóm nghèo của Tên Lửa. Nhắc với khu Tên Lửa thì bà con bác biết cái bên kia là khu nhà giàu đúng không? Thì cái khu bên đây là khu xóm nghèo. Nói nghèo nghèo vậy thôi chứ tiền cũng bạc tỷ nha bà con, không có rẻ đâu. Con đường này đường tỉnh lộ 10. Xin thưa bà con bác, cái khu này là tập trung nhiều công nhân lắm nha. Mình bây giờ ba mày cầu quẹo tay trái này đi là đi đến cái khu mấy cái khu công nghiệp đó. Đó, mày quẹo tay trái nè, mình đi thẳng về Đức Hòa, Đức Huệ, Long An luôn á. Thì vòng vòng ra đây là khu công nhân ở nhiều lắm. Mà nhắc tới công nhân là xin thưa bà con bác là Tết năm nay là chỉ là một cái Tết buồn đối với công nhân. Thậm chí là mất Tết luôn á. Công nhân là mất Tết luôn. Một số lượng rất là lớn công nhân mất Tết. Bà con bác biết tại sao mà công nhân mất Tết không? Đợt vừa rồi đó, tháng 6 vừa rồi bà con có bác thấy không? Sa thải trong năm 2023 đó. Sa thải hàng loạt công nhân luôn. Báo chí lên tiếng luôn á bà con có bác thấy không? Hàng loạt công ty sa thải rất là nhiều luôn á. Ồ. Khu này giờ ngon lành nè. Trả lại cái con đường. Chính vì lẽ đó cho nên là một số công nhân họ đâu có việc làm đâu bà con. Mà không có việc làm thì tiền đâu mà ăn Tết. Khổ lắm. Có những bài báo bà con có bác thấy không? Nguyên một gia đình, hai vợ chồng, hai đứa con mà tiền ăn ấy tằng tiện, tiết kiệm. Gọi như là chi tiêu tiết kiệm lắm, tằng mà gọi là tằng tiện luôn á. Đó là ăn một ngày mà chỉ có 50.000 một ngày nhé bà con, ba mấy con nói một ngày chứ không phải một buổi nhé bà con, một ngày 50.000 mà cho hai vợ chồng hai đứa con thì tính ra bình quân là coi như là một ngày ăn của những người đó là chỉ có 10 mấy ngàn à. Mà xin thưa với bà con cô bác, bây giờ một gói mì tôm thôi, một gói mì gói không cũng hết mấy ngàn bạc rồi,
mà ăn một ngày nữa nha bà con, là tức có nghĩa là họ sẽ ăn một bữa mà họ nhịn một bữa đó, chứ không thể nào mà ăn 3 ngày mà ăn 3 buổi mà cái giá tiền nó được đó. Tức có nghĩa là nhịn ăn á, khổ lắm. Giờ cái lực lượng trật tự đô thị nè bà con, mà giờ cái con đường này nó thoải mái, người dân người ta chạy xe ngon lành. Bên đây là đường chiến lược, hồi xưa bên đây phải này là ruộng đó bà con, lúa. Sau này người ta đóng cừ, người ta bay đất lên, giờ bắt đầu là nhà cửa mọc lên rồi. Chứ hồi xưa khu này là ruộng. Con đường này là đường Bình Trị Đông nè. Hồi xưa nó có tên là đường Đất Mới nha bà con, chứ không phải đường Bình Trị Đông. Đường này là đường Đất Mới. Đó, bắt đầu là dẹp ở đằng đó, bắt đầu người dân bắt đầu nó dạt ra đằng này rồi bà con. Đó, khổ rồi đó. Đó bà con bắt ha. Dạt cái đầu đó thì giờ ra cái dòng này bán. Đó, bày ra ngoài lề đường ở đây bán. Đó, người dân Việt Nam mình nó giống như là cái dòng nước nha bà con. Lấp chỗ này là nước nó tràn qua chỗ khác. Đó, bây giờ bà con thấy không? Con đường hai khúc này hồi xưa đâu có bán buôn rồi đâu, bây giờ dẹp đằng kia căng quá, giờ họ giờ về đây họ bán. Trong khi đó đó, cách đây không xa, nhà nước xây nguyên cái nhà lồng bự và bá lửa luôn, vậy mà người dân không vô bán. Họ thà họ bán ngoài lề đường vậy bà con, chứ họ không vô trong nhà lồng. Thật là khó hiểu. À, các cô chú có anh chị và các bạn có ai hiểu giùm mới giúp ba mấy cầu cái này, giải thích cho ba mấy cầu hiểu tại sao nhà nước xây nhà lồng, xây chợ cho người dân vô buôn bán, nhưng mà cái chợ đó thì nó chèo queo, nó vắng que ế ẩm, trong khi đó họ có thể họ dựng lừa đường nè, họ kéo ra ngoài đường nè đó bà con, có bác thấy không đó, một chiếc xe đẩy họ kéo ra ngoài lề đường góc đường vậy mà họ ngồi vậy mà họ bán đó, tại sao có chợ không vô, khó hiểu. Đó, ra gốc cây nè, ngồi bán rồi bắt đầu canh. À, canh thị trường, trật tự đi qua cái bắt đầu chạy, kéo chạy. Chi cho khổ dữ rồi trời. Bún mắm. Con đường này là đường quốc lộ 2. Ồ, bì gà xá kén. Ở đây cũng bán bì gà xá kén nè. Rồi, quẹo tay trái là mình ra xa độ đại hàng á. Bây giờ là quốc lộ 1 á bà con. Giờ 30 người quẹo phải. Cho thuê à mà ngộ lắm bà con, có nhiều người bây giờ ba mấy cô vẫn không hiểu nổi, báo chí cũng đăng luôn bà con, không biết có các cô chú bác nào mà có hiểu được không bà con. À, những người công nhân á, sau khi mà họ bị đuổi việc cách đây khoảng mấy tháng về trước á, nhưng mà họ vẫn không về quê bà con, họ vẫn ở lại Sài Gòn mà con. Cái này là ba mấy cậu thấy nó gần Tết nè, lại lo kẹt sân bay bơm mạnh đó bà con, bắt thấy mấy cái tờ báo không, họ đặt cái tiêu đề cũng ghê lắm đó chứ, bơm mạnh gì đó, những cái tiêu đề mà gọi là giật tích á, giật tích câu view.
con cô bác nào có biết là tại sao công nhân người ta thất nghiệp, người ta phải đi về quê chứ, mà tại sao những người này họ lại không về quê bà con? Họ vẫn bám trụ lại ở Sài Gòn, họ thuê phòng trọ rồi họ kiếm ba mấy cái việc gì đó, làm mấy xếp bọc, nói chung là mấy cái việc mà coi như là nó lương nó thấp lắm, để họ bám trụ lại ở Sài Gòn để chi vậy bà con? Tại sao họ không về quê cho nó khỏe, họ không về quê cho nó sướng? Bám lại ở Sài Gòn chi cho nó khổ dữ trời. Về quê có cơm ăn cơm, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Không, vẫn bám lại Sài Gòn và đi nộp đơn xin việc mấy công ty khác mà giờ chưa có công ty nào nhận á. Ba mày còn thấy báo đăng vậy á. Rồi Tết này á là họ cũng không về quê luôn bà con. Đó. Cái này thì ba mày cầu biết nè, Tết họ không về quê là bởi vì không có tiền. À. Nhưng mà khi mà thất nghiệp á, mà bị mất việc này sao không về quê sớm đi, là ở lại Sài Gòn đi kiếm việc để làm chi? Tại vì bây giờ thời điểm này bà con có bác biết mà công ăn việc làm nó khó kiếm lắm. Đâu phải dễ giàu gì mà kiếm được cái việc liệt làm đâu. Mà kiếm việc làm không ra thì cái mức chi phí sinh sống ở Sài Gòn này nó đâu có rẻ bà con. Họ ăn uống mà tằn tiện nó nổi mà ngày mà có 50 ngàn cho 4 người. Rồi người có mười mấy ngàn à. Đó. Rồi cái chợ này là chợ ngã tư bún xả nè bà con. Cái con đường ngay chỗ ngã tư bốn xã này là ba mày còn thấy bắt đầu là nó có dấu hiệu là bắt đầu nó kẹt xe, đâm xe lại nữa bà con. Có phải là do mấy cái chợ này không ta? Ngay cái tâm điểm mà ngã tư bốn xã này là hồi xưa là từng là khủng khiếp về kẹt xe nha bà con, kẹt khúc lắm. Rồi từ hồi cái mùa dịch tới giờ là bắt đầu ba mươi cầu thấy nó không có kẹt nữa. Nó bắt đầu giờ là thấy có dấu hiệu kẹt lại rồi nè.
nhắc cái khổ qua đó bà con. Xin thưa bà con bác người miền Nam mình á, đến Tết này đó, đặc biệt là thường hay thích ăn cái ngày đầu tiên của năm mới á, thường hay thích ăn cái khổ qua lắm nha bà con. Cái từ của nó, cái khổ qua đó, cho nên là người dân miền Nam mình thường hay cái lúc nào cũng có cái tô khổ qua như trong cái dịp cúng ông bà, ba mẹ còn nhớ là như vậy. Con đường này là con đường Bình Long nữa, Bình Long này là đó là con đường Hương Lộ 3. Đây là trường mầm non Hoa Sen, trường này là của chùa luôn bà con. Phật Thành Đạo, chùa này là chùa Như Thị, à đó gọi là Như Thị Thất. Đường này là đường Thạch Lam nè. Đường Thạch Lam này thì lại nổi tiếng là cơm gà. Cơm gà Thạch Lam. Không biết bán từ lúc nào nhưng mà cũng mới đây à. Đúng rồi, chắc cỡ tầm khoảng chục năm. Đây cái tiệm cơm gà đây nè. Ủa? Mất tiêu rồi. Ba mày gò lại suy nghĩ mơ mơ màng màng, cái ba mày gò không để ý. Ở chưa tới, chưa tới. Đây mới có tới ngoài chùa à. Ba mày gò tưởng cái trường. Đây cái tiệm cơm gà nó nằm khúc này nè bà con. Đây cơm gà Thành Lam, hồi xưa không phải cái tiệm bự dữ vậy đâu, cái tiệm nó nhỏ xíu nằm trên đây nè, giờ mở cái tiệm bự quá trời. Hồi xưa ở đâu đây nè, đó mấy cái tiệm nhỏ nhỏ này nè bà con. À đó là cái tiệm gà. Trường này trường Phan Chu Trinh. Mm.
cho bà con cô bác xem một vòng trước mấy cổng trường á. Thường là đây đây, vú sữa này là dưới quê đem lên bán nè, chắc luôn à. Chắc chắn với bà con luôn á, mà mày gọi nó thật. Những nhà ở dưới quê người ta có nhà vườn á mà nó ít quá đó, thương lái nó không chịu mua đó, thì họ hái mấy cái đó xong cái họ lên Sài Gòn cái họ bán nha bà con. Chứ còn mà nếu mà dạng như vườn lớn á là thương lái nó xuống nó hốt hết à. Cũng có một số thành phần người nữa họ làm cái nghề luôn nha bà con, chứ không phải nhà vườn nữa. Là họ đi, họ xuống ra chợ dưới quê á, mua giá rẻ lắm, chục tới mười mấy hai chục gì đó, nó giá là rẻ nữa, cái đầu họ đem lên Sài Gòn họ bán. Hồi xưa là khoảng năm 90, 89, 90 là ba Michael, gia đình ba Michael thường hay như vậy, về cái bè, mua mấy cái vú sữa về Tiền Giang á. Vú sữa Vĩnh Kim ở dưới cái bè ở dưới Tiền Giang là nổi tiếng nha bà con. Con đường này là đường Thoại Ngọc Hầu, hồi xưa là Hương Lộ 2. À ba mày còn nhớ rồi, có một quán cà phê gì đó ở đây nè, tặng cho cái phiếu mà giờ cái phiếu đó quăng bả đâu mất tiêu rồi. Thì kệ, lâu lâu mình uống một lần mà, mình uống được 10 ly là tặng ly á bà con, coi như là giảm 10% á. Ô bánh cuốn bánh nước nó đó mua về cơ mà chứ không có cho ăn tại chỗ. Phải không ta? Anh cũng đã thấy nổi tiếng à, thấy bán quá trời luôn. Để chủ nhật này qua ba mày cầu qua nhà ông bà ngoại để coi coi này nó có ăn tại chỗ không, có ăn tại chỗ vô ăn. Không có ăn tại chỗ rồi. Mới dọn về đây nè, chứ hồi xưa nằm ở trên góc ngã tư á. Đông quá. Vậy để chủ nhật này ba mấy cầu qua bên đây ở á. Cái ba mấy cầu ra đây mua, quay phim cho bà con cô bác coi ha. Bánh cuốn, bánh nước, chả giò, cái gì nem nướng.